có 5 câu. Ngày hôm nay là các bạn hỏi tôi là 5 câu. Em làm trong môi trường gò bó, theo kiểu tuyệt đối phục tùng. Em mong thầy cho em lời khuyên về lộ trình thực hiện chuẩn bị để có thể đổi nghề, đổi môi trường. Đây là câu hỏi rất nhiều bạn thắc mắc đúng không? Rất muốn đổi nghề nhưng mà lại sợ. Thấy cái nghề của mình nó lôm côm thế nào, nó không có yêu nghề. Ông sếp thì ông chèn ép mình. Trong cái môi trường thì tham nhũng hối lộ. Hoặc trong cái môi trường thì thủ đoạn đấu đá với nhau. Đấy, mình rất muốn đổi nghề, đổi môi trường để còn được phát triển chứ. Nhưng mà đổi rồi thì xin việc ở đâu? Rồi có dám đổi không? Rồi lương nó bị mất đi thì sao? Ồ, lương đang 30 triệu, bây giờ đổi nghề lương nó còn có 6 triệu, 10, 12 triệu mà dám đổi không? Từ 30 triệu nhảy tót cái về còn 10 triệu dám không? Đấy, thế là hoang mang. Và vô số bạn bị cái tình trạng này. Lưu ý này, chúng ta đang đứng ở cột A. Cột A chính là cái nghề A đấy, chính là doanh nghiệp A đấy. Chúng ta muốn đổi sang doanh nghiệp B, tức là một cái lĩnh vực B. Thì có hai cách nhé, đổi từ lĩnh vực A sang lĩnh vực B hoặc từ tổ chức A sang tổ chức B. Có hai cách. Cách thứ nhất là qua sông đốt thuyền. Cứ qua sông đốt thuyền không có đường lui nữa, thì tự nhiên các bạn nghiến răng lại mà đi. Chết cũng phải đi. Thì đi như thế này nó đi nhanh và nó máu lửa hơn rất nhiều. Điều kiện để qua sông đốt thuyền là các bạn phải có máu liều. Phải là cái thằng lì và thằng liều. Không sợ thị phi, không sợ đói khổ. Cỡ gì cũng nghiến răng vào chơi được. Thì áp dụng cách thứ nhất. Cách thứ nhất nó rủi ro nhiều, nhưng nếu thành công thì cũng thành công nhanh hơn. Qua sông đốt thuyền mà, đâu có đường lui đâu. À, đấy là cách thứ nhất. Nhưng dù có đốt thuyền, các bạn bước sang lĩnh vực B, các bạn vẫn phải rèn luyện B, đúng không? Đâu có cách khác đâu. Chúng ta vẫn phải rèn luyện các kỹ năng tương ứng với ngành B, tương ứng với doanh nghiệp B. Doanh nghiệp đó họ cần 3 cái kỹ năng gì thì chúng ta phải luyện những kỹ năng đấy chứ. Họ cần những tố chất gì chúng ta phải luyện những tố chất đấy chứ. Nhưng vì chúng ta qua sông đốt thuyền rồi nên một ngày chúng ta luyện không còn 8 tiếng nữa. Một ngày chúng ta luyện 16 tiếng, 20 tiếng. Thì 3 tháng là chúng ta hòa nhập. 3 tháng là chúng ta hòa nhập. Các bạn lưu ý nha. Còn nếu các bạn không có dùng cái tâm trạng qua sông đốt thuyền, không có dùng phương pháp này, nhiều khi 2 năm vẫn chưa hòa nhập được. 2 năm vẫn không hòa nhập được vì cái tinh thần đốt thuyền không có. Tinh thần của một chiến binh nó không có. Thì chúng ta học và rèn luyện ở trong lĩnh vực mới nó hời hợt. Hình dung chưa? Nên qua sông đốt thuyền nó có cái hay riêng của nó. Và đây cũng là một trong những cách tôi áp dụng rất thường xuyên. Mỗi một làm một lĩnh vực gì mới, sau khi tôi suy xét xong rồi, tức là mình dùng cái suy xét nhân duyên quả cho nó kỹ. Nhân là nguồn lực của mình ngám chơi được không? Duyên là cái điều kiện hoàn cảnh như thế này có thể phù hợp không? Rồi nếu cảm thấy nhân duyên này tương đối chấp nhận được, đốt thuyền. Rời luôn cả đồng đội về địa điểm mới, đóng đô ở đó 3 tháng, 6 tháng. Ăn ngủ với cái công việc mới, 24/24. Làm việc 3K, không có khái niệm 2K. Làm việc đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, 4 giờ sáng là chuyện bình thường với một cái công việc mới. Để mình đào luyện nó, để mình tinh nhuệ nó, trở thành một người tuyệt chiêu với nó trong một thời gian ngắn nhất. Cái này nó gọi là tinh thần chiến binh qua sông đốt thuyền. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi cũng dùng cách thứ hai. Cách thứ hai thì rất phù hợp với những bạn ít có máu liều. Từ nhỏ đến lớn được nuôi như gà công nghiệp, cùng lắm là gà chạy bộ, thì không thể nào áp dụng cách số 1 được. Phải là gà rừng, phải là đại bàng mới áp dụng cách số 1 được nha. Cách số 2 chính là hãy âm thầm luyện B. Âm thầm luyện cái lĩnh vực B cho nó tốt đi. Rồi một ngày
bỏ lĩnh vực A. Như vậy các bạn sẽ bị, các bạn được một cái điểm lợi rất lớn, đó là an toàn, nhưng lại bị một cái thiệt rất lớn là các bạn âm thầm luyện B, nhưng một ngày các bạn chỉ dành ra được 2 cho đến 4 tiếng thôi. Các bạn đâu có dành hơn được đâu. Các bạn đi làm 8 tiếng rồi, về đến nhà nó cũng mệt rồi, dễ gì mà luyện được ngay. Các bạn phải nghỉ ngơi một tí chứ, sau đó các bạn mới bắt đầu luyện. Như vậy các bạn bắt đầu luyện từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ đêm. Các bạn luyện được có 3 tiếng mỗi ngày à? Còn nếu mà qua sông đốt thuyền, các bạn luyện được bèo nhèo lắm cũng luyện được 16 tiếng mỗi ngày. Thế nó khác nhau nhiều chưa? Các bạn, nó khác nhau gấp 5 lần thời gian không? 5 lần thời gian đấy. Nên ở bên kia các bạn mất từ 3 đến 6 tháng là các bạn hòa nhập toàn bộ và chinh chiến được rồi. Thì ở bên đây các bạn có thể mất 2 năm, 3 năm, thậm chí 5 năm các bạn mới dám đổi nghề. Mà 2, 3 năm, 5 năm đổi nghề thì lúc này có còn đổi không hay chán rồi. Luyện đến 3 năm cho đến 5 năm thì theo các bạn chán chưa? Nhiều khi nó nản luôn rồi, chả muốn đổi nữa, nản luôn rồi. Đấy, nó bị nhụt chí. Nên một trong những cái khá đơn giản là các bạn hãy luyện B cường độ cao trong vòng 6 tháng rồi nghỉ A, mặc dù có thể B chưa thực sự vững nhưng vẫn nghỉ A. Tức là đốt thuyền một nửa, và cách hai là luyện B trước một nửa. Thì các bạn phải chui vào những cái hành trình, chui vào những cái lớp có những cái hành trình mà nó vô cùng tập trung, nó làm cho cái năng lực khoan thủng của mình nó mạnh. Thì các bạn vào cái hành trình X3 và X5 được thì rất tốt. Các bạn nhé, vào gnh.vn/x3, gnh.vn/x3 hoặc là /x5. Các bạn vào cái hành trình đó thì đấy là một dạng cái hành trình áp suất chúng ta để chúng ta tăng tốc đấy. Thì các bạn vẫn âm thầm học những cái lớp đó, nhưng vẫn âm thầm làm ở cái lĩnh vực A. Đến một ngày đẹp trời các bạn ứng dụng được cái hành trình áp suất đó vào lĩnh vực B tương đối ổn thì các bạn nghỉ A. Thì cách số 2 an toàn hơn rất nhiều, nhưng nó sẽ tốn thời gian 6 tháng, 1 năm, thậm chí 2 năm. Quyết tâm lên. Câu số 2: nếu em tập trung xây dựng vòng tròn cốt lõi đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì em khó mưu sinh, không tập trung kiếm tiền được. Em nên làm thế nào? Đặt lại câu hỏi này. Chúng ta kiếm tiền kém là do chúng ta thiếu cái gì? Trong ba gốc, thiếu cái gì? Ra ngoài đi kiếm tiền cứ bị thua, làm ăn cứ bị thua, bị người ta lừa, nhìn nó không ra vấn đề, làm nó sai lung tung, thiếu cái gì? Nhìn không ra vấn đề là thiếu trí tuệ, làm sai lung tung cũng là thiếu trí tuệ, và làm việc không kiên nhẫn, không sâu sát là thiếu nghị lực. Lưu ý nhé, kiếm tiền các bạn chỉ cần trí tuệ và nghị lực là đủ, không cần đạo đức đâu. Các bạn nhìn quan tham họ có cần đạo đức đâu, sao họ giàu thế? Nhìn một số chủ doanh nghiệp họ ác muốn chết, sao họ giàu thế? Là vì trí tuệ và nghị lực họ mạnh hơn người bình thường, nhưng đạo đức họ yếu một tí, họ vẫn giàu có như thường. Nhưng cái giàu có này, cái độ bền vững nó không chắc chắn. Chúng ta phải hiểu là các bạn muốn có giàu có bền vững buộc vẫn phải có đạo đức. Thiếu đạo đức thì sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt thiếu nhiều đạo đức là coi chừng còn bị bắt vào tù. Đang làm quan, đang làm chủ doanh nghiệp, rồi một ngày đẹp trời nó gọi ra tòa rồi nó tống mình vào tù. Nên nếu có trí tuệ và có nghị lực thì chắc chắn các bạn sẽ làm được việc. Các bạn sẽ có nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng, nhiều giải pháp. Và có nghị lực các bạn mới thực thi hiệu quả được. Thì tại sao lại nghèo? Hình dung chưa? Chỉ trừ các bạn có cái lời thề là tôi
vĩnh viễn từ nay về sau không kiếm tiền nữa. Đời trước các bạn đã từng thề như vậy rất nhiều lần rồi, đời này không kiếm tiền được đâu. Cái này nó gọi là những cái lời thề nguyện, nó theo chúng ta rất nhiều năm tháng. Và yên tâm, các bạn thề như vậy là bình thường. Bản thân tôi cũng thề cái điều này rất nhiều lần. Các bạn nào mà cứ cầm tiền á, các bạn chỉ vui được có khoảng 1-2 tiếng rồi các bạn lại thấy nó bình thường, chẳng có gì vui cả. Các bạn đánh một cái quả gì thắng rất đậm, các bạn cũng chỉ vui được vài tiếng cho đến vài hôm, rồi đi ăn chơi, nhảy múa karaoke lại thấy nó chán chán trở lại. Đó là những bạn có những lời thề về không thích kiếm tiền nữa đấy. Rất nhiều đời các bạn đã thề rồi, đến bây giờ nó quay trở lại thôi. Vì rất nhiều đời các bạn có thể đã rất giàu có rồi, và các bạn phát hiện ra giàu có nó không giải được bài toán. Và các bạn có cái lời thề là thôi, đời sau nếu có sinh ra thì tôi không đi kiếm tiền nữa, không sử dụng tiền nữa, mà tôi hãy dồn sức vào những con đường có ý nghĩa hơn. Các bạn đã có những cái lời thề đó rồi. Nên bây giờ các bạn thử đi làm thiện nguyện đi. Các bạn thử đi cống hiến cho cuộc đời đi, thử đi sẻ chia, đi giúp đỡ đi, xem niềm vui nào lớn hơn. Nếu các bạn đi cống hiến, đi sẻ chia, đi giúp đỡ mọi người mà các bạn thấy cái niềm vui đó nó gấp 10 lần so với các bạn đánh quả kiếm được vài tỷ, tức là các bạn phải hiểu cái lời thề về tiền bạc các bạn đã thề từ lâu rồi. Các bạn đã thề buông tiền ra để sống có ý nghĩa từ lâu rồi. Đến năm 38 tuổi tôi mới nhận ra nhé, thì chẳng ai dạy tôi cái này cả. Giống như thằng mù sờ voi ấy. Mình cũng tầm sư học đạo, nhưng mà mỗi thầy dạy được có một mảng thôi. Thầy về đạo lý thì chuyên về đạo lý, thầy về kiếm tiền thì chuyên về kiếm tiền. Mình phải ráp lại, mình phải ráp giữa đời và đạo lại, để rồi mình tự nhận ra cuộc đời của mình nên đi đâu và về đâu. Những bạn nào mà cái con số thần số học mà toàn số lớn nhá, toàn số to á, 7, 8, 9, 10, đặc biệt là 9 trở lên, 9, 10, 11, 20, 22, 30, 33, 66, 40, 50, 55, các kiểu số to, là các bạn nó kiếm tiền không vui đâu. Kiếm tiền xong chán liền à. Nhá, về xem thần số học của mình đi, còn không chờ, chờ khóa sắp tới, giải mã cuộc đời. 20 buổi giải mã cuộc đời. Bạn nào mà có nhiều con số to trong cuộc đời, hoặc nếu có số bé mà có nhiều con số 7, là chúc mừng các bạn không bao giờ đi kiếm tiền được. Đi kiếm tiền là sai. Cuộc đời đâu có phải mỗi chữ kiếm tiền. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.